Bằng đức tin, tức bằng thực nghiệm của bản thân, mọi mâu thuẫn đều dung thông, mọi sai biệt và vô sai biệt đều đồng nhất. Đức tin ấy là phát huệ vậy, tức là mở con mắt bát nhã prana chakshu, nghĩa là nghĩ cái không nghĩ được. Tư lượng cả bất tư lượng để. Thái tử Thánh Đức trị vì năm 593-621 là một vị thánh vương khai sáng ngôi chùa Tổ Pháp Long Từ ở thành Nài Lương. Ngài có soạn mấy tập giảng về Bồ Ba Kinh, Đại Thừa, Pháp Hoa, Duy Ma và Thẳng Mang. Điều đáng chú, đáng lưu ý là cả ba bộ kinh đều nhấn mạnh ở tánh cách không nghĩ bàn được của sự chứng ngộ. Riêng trong bộ kinh Thẳng Mang, cái gọi là Như Lai Tạng, chú thích: Tạng Gaba là bọc chứa cái kho storeroom, theo nghĩa ban sơ là cái bọc thai matrix womb, hết chú thích. Tathagata Gaba được mô tả như dậy đầy vô số dơ uế mà từ nó vẫn không nhiễm dơ. Tàng Như Lai ấy tức thế giới tâm linh thanh tịnh, vô phân biệt, vô nhiễm, còn thế giới nhiễm dơ vẫn đục là tư tưởng, vẫn đục là của tư tưởng và phân hóa. Có người còn dẫn vào tư tưởng thì hai thế giới ấy còn tách biệt mài, không thể dung thông. Nhưng kinh điển lại dạy rằng cái đục và cái trong đều hòa tan trong Như Lai Tạng, và tạng ấy bổn lai vẫn không hoen ổ. Đó là điều vượt hẳn ngoài giới hạn của tư tưởng. Nhưng nếu ta không được lẽ đồng nhất giữa những sai biệt và vô sai biệt, thì đồng thời ta cũng thấu suốt rằng dơ sạch gì cũng vẫn do một tạng ấy tùy ứng phô bày ra. Theo những hình tượng thích đáng, sự thấu suốt ấy xin nhớ kỹ, không đặt trên bình diện trí thức mà thuộc phạm vi tâm chứng và thường gọi là đức tin. Sự thấu suốt ấy, đức tin ấy, đôi khi đối với chúng ta có vẻ hoàn toàn huyền hoặc, hoang đường. Ấy vì hầu hết chúng ta đều lơ là, không chịu thám hiểm thế giới sâu thẳm của nội tâm, thuộc phạm vi không thể nghĩ được. Chỉ Phật mới hiểu Phật, trừ khi chúng ta chứng ngộ ngang hàng với Phật, bằng không thì kinh lý, thì giáo lý kinh Thẳng Mang không đời thuở nào in dấu vào tâm ta. Theo chỗ tôi thấy, công giáo thực nghiệm vẫn không dạy gì khác hơn. Phật giáo nói không thể nghĩ được, thì công giáo nói mặc khải, nghĩa là siêu thiên nhiên và siêu lý trí, và hoàn toàn ngoài khả năng tư tưởng của loài người. Mặc khải ấy mãi mãi không đến với ta khi ta còn tù túng giữa màn lưới biện luận. Chúa mãi mãi không hiện lộ cho những tâm hồn nghẹt đầy ý nghĩ thiệt hơn, mà phải đâu Chúa gạt bỏ họ, ấy chỉ vì họ tự ý đứng ngoài Chúa đó thôi. Chúa lúc nào cũng sẵn sàng hiện đến trước mặt ta, mà chúng ta lại chạy tránh mặt Chúa. Thật sự ta khỏi cần làm gì hết để tiếp nhận hoặc mặc khải, mà chính mặc khải tự nguyện hiện đến cho ta. Chúa luôn luôn ở trong ta, ở với ta, và chính vì những kiến thức thông tục mà vô tình ta đặt Chúa ở ngoài ta, nghịch lại ta như đối lập với ta, rồi ta đâm vần dùng hết khả năng tinh thần để tìm Chúa. Tuy nhiên, Chúa chỉ thì hiện đến cho ta khi tất cả khả năng suy tư ấy thật sự càng dứt và dứt bỏ theo tất cả ý niệm về cái tôi và kiến thức phân biệt. Thật là kỳ quặc, mà kể ra cũng rất tự nhiên, người Phật giáo cũng như người Công giáo, chúng ta quen theo nếp sống tri thức, chúng ta đều phó tất cả cho độc quyền phán xét của lý trí, rồi khi những gì lý trí không hiểu nổi, chúng ta lại vứt quách đi, coi như không đáng để ý. Trong cơn ngây dài, ta đối xử với đạo Phật y hệt như người Công giáo đối với đạo Chúa,
Nhưng rồi sớm muộn gì ta cũng phải lượm lại những gì ta đã vất, rồi đặt chúng lên bàn thờ tôn nghiêm nhất của con người chúng ta, vì dầu sao chúng vẫn còn đó mãi mãi. Bất cứ lúc nào, nghĩa là ở trong bọc chứa vô phân biệt của thể tánh Như Lai Tathagatagarbha, lúc ấy toàn thể thế giới này với tất cả những gì là dơ sạch, là đáng ghét đều thể hiện vinh quang của Chúa. Chim hót, đó là lời Chúa phán truyền. Phật giơ tay lên cành hoa vàng thì Ca Diếp mỉm cười. Tại sao? Vì thầy trò đều đứng chung trên đất sạch tình đồ của Chúa, mà cũng là miếng đất của ta, cũng như của Phật A Di Đà. Trong đất sạch ấy, nói là thừa, mọi suy nghĩ bật hết để ai hiểu thì hiểu. Phật Hoàng Goyoje trị vì năm 1586, năm 1616, có bài thơ cảm đề như sau: mắt mỉm cười mở rộng, hoa đào hay lý đây, ai là người chẳng biết mà chẳng một ai hay. Trên quan điểm vô sai biệt thì ai ai cũng biết mà chẳng một ai hay. Cành hoa đưa lên và có người mỉm cười, hẳn đó không phải là thứ thông cảm thường, mà phải là cái gì tràn bờ lý luận và chảy qua đôi tim. Thật vậy, nụ cười của Ca Diếp phải đâu như nụ cười thường của chúng ta trao đổi nhau trên mặt sai biệt, mà đó là nụ cười bừng nở từ chiều sâu hun hút của thể tánh ông ta. Trong ấy hoạt dụng và hiện thực cả tôn giả Ca Diếp, cả Đức Phật và toàn thể Pháp hội. Chú thích: Pháp hội toàn thể những người nghe Phật nói Pháp. Đây là Pháp hội Linh Thửu Sơn, trong ấy có ông Ca Diếp. Trong hội này, Phật im lặng trở về truyền thống vô ngôn, tay cầm cành hoa đưa lên cao, không ai hiểu Phật muốn nói gì. Riêng ông Ca Diếp tự nhiên mỉm cười, tỏ ý thông cảm. Phật bèn trao cho ông Ca Diếp cái áo Pháp và mỗi đào vô ngôn, tâm ẩn, làm sơ tổ thiền. Đạo thiền mở đầu từ nụ cười mỉm ấy của ông Ca Diếp và chủ trương dài đào ngoài kinh điển, không lập chữ nghĩa, chỉ thẳng vào tâm, thấy tánh thành Phật. Hết chú thích. Tại đây, lời nói hết chỗ dùng mà chỉ còn cả nhìn thẳng phóng sâu vào đáy vực của trí năng. Thật vậy, nụ cười của chúng ta phát ra từ khu vực của giác quan, trên bề mặt của ý thức, nên giống như bọt nước thoạt đến thoạt đi. Còn nụ cười của Ca Diếp là tiếng chim hót, là hoa anh đào nở, là cơn gió mát rì rào qua lá thu vàng, là dòng nước róc rách uốn quanh chân núi. Ngài muốn hỏi đào chánh giác ở một thiền sư ư? Ông ta có thể đả vào con chó, chó bỏ chạy. Người nào hiểu thì cắt nghĩa là thừa, người nào không hiểu thì biện minh mấy lần không thuyết phục được gì hết. Để nghĩ cái không thể nghĩ, niềm vô niềm, để mở kho bí mật của hiền sanh, để thoát vòng tù hãm của lý trí, để vượt ngoài phạm vi của mâu thuẫn, hầu chứng đến một quan điểm cao hơn, điều thiết yếu là phải trực nhận cái vô thời trong thời gian, kèm theo cái vô không trong không gian. Trong kinh Pháp Hoa, Phật từng nhắc đi nhắc lại, không thể đem trí óc thường đo lường được trí kiến Như Lai. Rồi đến phẩm Thọ Mạng Như Lai, Phật còn tuyên bố: ta thành Phật đến nay đã lâu, không biết ngần nào, tuổi thọ của ta dài đến vô lượng vô biên vô số kiếp. Ta vốn thường còn chẳng mất. Chú thích: ngã thành Phật Dĩ Lai thầm đài cửu viện, thọ mạng vô lượng a tăng kỳ kiếp, thường trụ bất diệt. Thọ mạng là tuổi thọ, longevity. A tăng kỳ là vô số, một a tăng kỳ asamkhya, viết số một kèm theo 47 con số không. Kiếp, loài nhỏ nhất,
tiểu kiếp có 16.798.000 năm BC, hết chú thích. Nhưng theo lịch sử thì Thích Ca thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng bên bờ sông Ni Liên cách đây ngoài 25 thế kỷ. Thổ ấy Phật được 29 tuổi, không đếm xỉa đến niên đài. Phật nói Ngài thành đạo từ trăm ngàn vàng ức kiếp nào trước, và từ đó đến nay Phật vẫn nói Pháp luôn trên ngọn linh thiểu. Thật vậy, Phật vẫn còn đó, Phật vẫn nói Pháp cổ truyền ấy, Phật vẫn đứng giữa trăm ngàn đệ tử, và nay chúng ta vẫn còn nghe Phật nói tần miền cù lao hẻo lạnh của xứ Phù Tang này. Như mọi người đều thấy rõ ràng, Phật đã nói hai điều phi lý. Một là sau ngày thành đạo, Phật nói Pháp trên ngọn linh thiểu cách đây 25 thế kỷ, mà Phật lại dạy rằng Ngài thành Phật từ đời thuở nào trước khi xuất hiện giữa chúng ta, hay là từ bao giờ đến nay, Phật vẫn nói Pháp trên ngọn linh thiểu với tất cả hùng lực, hiện nay ta còn nghe rõ mồn một những mâu thuẫn tương tự dậy đầy trong đời sống chúng ta về trí thức cũng như về tình cảm. Riêng về mặt tình, mâu thuẫn phát hiện giữa hình thức sờ sệt, lo âu, oán hờn, vân vân. Vả tình và trí vốn gắn liền nhau thành một khối không thể tách đôi, vì sự sống vốn là một, thông suốt từ đầu đến cuối. Không tình thúc dục thì trí mê chìm, không trí nâng đỡ thì tình rối loạn. Phải gột sạch hết những kiến thức lắc lư trên thì tâm mới được an tình, an nhiên và ứng dụng hòa hợp với xung quanh. Tâm chứng đến mức đó gọi là ngộ, đó là nghĩ cái không nghĩ được, là phân biệt cái không phân biệt được, là sự bừng nở của tuyệt đối giữa trong ý thức. Đó cũng gọi là vô úy, không sợ, Abhaya, ứng hiện từ tâm đại bi của Bồ Tát Quán Âm. Vấn đề đồng nhất thể của những sai biệt luôn luôn vẫn là vấn đề lớn cho hàng tư tưởng. Trong triết học cũng như trong đạo giáo, người Phật giáo cũng nắm lấy vấn đề này với một đảm lược và bằng một thủ đoạn kỳ đặc khác hơn đời. Họ đi đến một giải đáp dứt khoát bằng giáo lý vô niệm hoặc vô tâm, hoặc cụ thể hơn thì nói mở con mắt bạc nhà, prana chakshu. Hoặc theo lối thiền tông thì nói nhảy vui giữa vực sâu không đáy. Nhưng nói giải pháp mà thực sự họ không giải đáp gì hết. Vì cái không nghĩ được lúc nào cũng vẫn không nghĩ được. Ngoài tất cả lý luận suy tư, riêng đối với người tu thiền, họ không hề vì lập gì đưa ra những phi lý suông bao giờ. Họ nói cái xuồng chẳng phải là cái xuồng, thiên đường là không thiên đường, Chúa là phi Chúa. Nếu hỏi vì sao, họ lại nói Chúa là Chúa, thiên đường là thiên đường, xuồng là xuồng, mà cũng không thèm cắt nghĩa vì sao có những phi lý ấy. Giáo lý Phật trình bày trong bộ Kinh Duy Ma, một trong ba bộ kinh đại thừa do Thái tử Thánh Đức chủ thích, rải rác khắp những phi lý như trên. Thành thực mà nói, giải đáp đạo Phật đưa ra nhằm giải quyết vấn đề nhân sinh đều không giải quyết gì hết. Và chỉ khi nào không giải quyết gì hết thì đạo Phật nói đó mới thực là giải quyết. Nhật Hoàng Hầu Đề Hồ trị vì năm 1318-1338 là một vương quốc khác rất mồ đào thiền. Ngày kia gặp nhà vua, quốc sư Đại Đăng nói ta xa nhau từ vô lượng kiếp mà vẫn chưa hề rời nhau chốc lát. Ta đối mặt nhau suốt ngày mà vẫn chưa hề gặp nhau lần nào.
Ở đây ta nghe lại lời cũ của Phật Thích Ca nói trong bộ kinh Pháp Hoa nêu trên. Mặc dầu theo sự lục, Phật thành đạo gần Bồ Đề Đạo Tràng vào năm tháng nhất định nào đó trong lịch sử, Phật vẫn nói Ngài thành đạo trước khi thế giới này chưa dựng nên. Ấy vì sự kiện lịch sử thành đạo là do tri thức chấp thời gian ghi chép lại, vì tri thức thích cắt xẻng, tri thức cắt thời gian thành năm tháng ngày giờ và trên ấy dựng lên lịch sử. Trong khi thời gian có biết gì đâu, những cắt xẻng giả tạo ấy của loài người chúng ta. Chúng ta sống một phần trên bình diện lịch sử, có không gian thời gian và một phần chỉnh yếu siêu việt trên không thời. Hầu hết chúng ta đều nhận rõ phần đầu, nhưng không biết gì về phương diện sau của cuộc sống. Chủ ý của Quốc sư Đại Đăng là nhắc nhà vua trở về với cuộc thực nghiệm căn bản ấy, nên mới có những câu nói phi lý như trên. Với người Phật giáo, tại đây tức là hiện giờ tức là tại đây, nên điều gì nói về thời gian đều có giá trị luôn cho không gian. Sự đối diện giữa nhà sư và nhà vua đặt căn bản trên quan niệm về thời gian, coi như một số lượng có thể chia cắt đến vô cực, nhưng trên quan điểm duy nhất có thể chấp nhận được của cương vị vô phân biệt thì không một sự kiện chia cắt thời gian nào có thể vững, không một tính toán so đo nào có giá trị, và như thế mọi sự kiện lịch sử mất hết ý nghĩa. Nói một cách khác, bệ hạ và thần chưa hề gặp nhau, mặt nhau dần dầu trong khoảnh khắc của vĩnh cửu mà chúng ta vẫn chưa hề rời nhau, hoặc nói ngược lại, thần và bệ hạ bên suốt thần ở bên bệ hạ suốt ngày mà vẫn chưa hề gặp mặt bệ hạ. Cái thấy của quốc sư thuộc quan điểm vô phân biệt nên nhà vua không nhận ra ngay được, và không một sự kiện nào có thể hiểu được nếu ta cứ đem đặt dưới quyền phán quyết của kinh nghiệm hàng ngày, bị trói buộc trong tinh thần hợp lý. Cho nên người Phật giáo phải tỉnh táo trước những sự kiện gọi là thời gian, là lịch sử. Nếu muốn cầu giác ngộ và muốn đối mặt với Thích Ca Mâu Ni trên đỉnh Linh Thử, những buồn phiền ta mắc phải hàng ngày không thể thoát qua được, đều do tri thức ta bất lực, không thể tự siêu việt lên, nên cần có một chiến lược quy mô mới mong chặt đứt tri thức tận gốc. Lúc ấy thì núi không phải là núi nữa, mà nước cũng chẳng phải là nước nữa, nhưng núi vẫn là núi, mà nước vẫn là nước. Phủ nhận là chấp nhận, mà chấp nhận là phủ nhận. Xin đừng coi đó là trò chơi chữ. Và dầu muốn hiểu thế nào đi nữa, ta vẫn kẹt trong phạm vi tri thức, không thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Còn trong vòng luẩn quẩn của tri thức là mãi mãi không thoát khỏi luân hồi. Vậy ta phải nhận rằng tất cả những sờ sệt, những lo âu, những oán hờn trong đời đều do ta hèn yếu, không dám can tường và thẳng tay, lặng ngay vào trung tâm điểm của từ thể ta, để rồi từ đó nhô lên khỏi bình diện sai biệt. Trên đó mọi câu hỏi dày vò ta đều tiêu tan hết. Tuy nhiên lặng xuống và nhô lên chỉ là một, không phải hai tác động riêng rẽ. Lặng xuống tức nhô lên tức lặng xuống. Cho nên người Phật giáo cần cố gắng đừng chấp vào danh từ, cùng mọi sở tào khác của tri thức, cần quan sát mọi vấn đề trên một bình diện cao rộng hơn, cần thân chứng đến chỗ không còn lời nói mà chỉ có cành hoa Phật đưa lên và nụ cười mỉm của Ca Diếp. Tuy nhiên phải có lời nói mới siêu lên lời nói, phải có suy tưởng mới nhô lên trên suy tưởng. Có điều sự nhô lên ấy không phải theo chiều hướng nhị nguyên hoặc nhằm thoát ra ngoài,
vì không thể thoát đi đâu cả. Đến đây ta có thể nói qua về karma, nghiệp. Con người khổ vì con người mắc phải nghiệp. Tất cả chúng ta từ lúc mới sanh đều mang lấy nghiệp cũ ra đời, nên nghiệp cũng là một phần trong cuộc sống của ta vậy. Ở Nhật, danh từ ấy nhắm vào những việc làm tội lỗi, nên thường gọi những người ác làm nặng oan gia nghiệp chướng. Nhưng theo nghĩa ban đầu thì nghiệp là hành động của con người có lành có dữ và vô ký. Vô ký, không lành không dữ, gần như vô tri vô giác, neutral indifference. Theo nghĩa ấy thì chỉ con người mới có nghiệp, còn các loài khác đều cử động theo luật tự nhiên của bổn thân. Chỉ riêng con người biết cân nhắc, tính toán, có ý thức về mình và việc làm của mình. Chỉ có chúng ta là những con vật duy nhất có thể tự ý thức, hoặc như Pascal nói, là những cây sậy có tư tưởng. Nhờ tư tưởng và tư tưởng có ý thức, chúng ta mở rộng quang năng, thấy mức tỉnh và dự liệu. Vậy chúng ta có tự do chứ không phải hoàn toàn cúi rạp trước những phép tắc thiên nhiên khắc khe không tránh được. Vậy nghiệp đánh giá đạo đức cho hành động, và chỉ có ở con người thật sự nghiệp gắn liền vào ta từ lúc ta mới vào đời. Không những nghiệp gói gọn lấy ta mà từ ta còn nhận biết được. Hơn nữa, ta còn có thể nói chính ta là nghiệp, nghiệp tức là ta. Chúng ta đều yêu thức sự trạng ấy, và chính nghiệp thức ấy là một đặc ân tâm linh của con người. Đặc ân ấy bao gồm sự tự do. Vậy con người có thể thoát nghiệp, nhưng ta cần nhớ tự do và thoát ly đều theo trách nhiệm và chiến đấu. Và chiến đấu nhằm tự do gọi là đau khổ. Đời sống con người được đánh giá bằng khả năng đau khổ ấy. Thiếu khả năng đau khổ ấy nung nấu từ ý thức nghiệp chướng thì không đâu có đủ năng lực cần thiết để chứng ngộ, đưa đến cảnh giới vô sai biệt. Trừ khi ta giả vờ chẳng biết đau khổ là gì, làm thế ta đánh mất đặc ân tâm linh quỷ bảo dành riêng cho con người hưởng. Tốt hơn là ta cứ tận dụng ân lộc ấy, chấp nhận toàn bộ nghiệp chướng, cương quyết đương đầu với đau khổ dưới mọi hình thức. Có vậy mới là vận động, mới là vận hồi để siêu việt lên tất cả. Cùng với vấn đề nghiệp, ta gặp phải một mâu thuẫn khác nghiêm trọng hơn và liên quan mật thiết đến cuộc sống, đó vẫn là vấn đề sống chết. Trong phạm vi tri thức, ta có thể gạt phần nào câu hỏi ấy qua một bên, coi như không liên hệ đến cuộc sống. Nhưng một khi câu hỏi đập ngay vào đời ta ở phần sung yếu nhất, ta không thể phật tỉnh được. Nếu nghiệp tức là cuộc sống, nếu phương tiện duy nhất để thoát khỏi nghiệp là hủy cuộc sống, nghĩa là tự hủy, thì sao được gọi là giải thoát? Mà không có giải thoát thì không có sống đạo, và ta không thể vĩnh viễn khổ. Dẫu đó là màn số thật đi nữa của loài người, ý thức về nghiệp lẽ đâu chỉ có nghĩa là lao vào lửa địa ngục. Lẽ đâu Chúa muốn phạt ta như vậy, dầu ta hư đốn đến mấy đi nữa. Vậy ra thừa nhận nghiệp rốt cuộc vẫn không có giúp ta thoát khỏi nghiệp sao? Phi lý lắm lắm, chừng như ta chuỗi đầu nhảy giữa trong nước xoáy liên miên của dòng định mạng. Đối xứng với nghiệp là tri thức. Ta giải quyết mâu thuẫn của tri thức bằng cách nào thì vẫn bằng cách ấy. Ta giải quyết mâu thuẫn của nghiệp, tri thức sai biệt được giải quyết bằng trí vô sai biệt. Cũng vậy, nghiệp được giải quyết bằng phi nghiệp, nghĩa là ý thức nghiệp như căn bản chống đỡ tất cả hành động của con người. Ý thức ấy vạch con đường giải thoát, con đường có đặc ân từ xét, từ đánh giá mình, thì đồng thời cũng nắm luôn chìa khóa giải thoát. Con người có ý thức về mình, biết đánh giá việc mình làm,
Vậy con người cũng có thể phóng một cái nhìn chập nhoáng vào một thế giới nào đó. Trong đó mọi sự khen chê đều rợn cả. Trong đó nghiệp hòa tan trong phi nghiệp, phi nghiệp hòa tan trong nghiệp. Nói một cách khác, đã là người ta không thể thoát nghiệp, vì là chính ta là nghiệp, nghiệp theo ta như hình với bóng. Nhưng đó ta vẫn có thể thoát khỏi nghiệp, nghĩa là siêu lên nghiệp. Thường ta luôn luôn bị cái ý thức nghiệp chướng đè nén, nên mới có những việc làm như tu tập để được siêu thăng, hoặc sửa đổi, gột sạch để được gần Chúa. Lý trí bảo ta rằng ý thức nghiệp chướng ấy chẳng qua chỉ là một trạng thái phản tình, nhưng từ thâm tâm ta cảm thấy ý thức ấy còn bắt nguồn sâu hơn ở trong ta, trào lên từ bản ngã thâm u đối với một cái gì siêu việt khỏi nó. Chiến đấu với nghiệp, ta cảm thấy chỉ đáp ứng lại cái siêu tuyệt không thể nghĩ được ấy, vì ta không thể phản tỉnh cái gì khác hơn là cái ta nghĩ. Nếu chẳng vậy thì có gì phải bôn chôn đấu tranh đau khổ rụ liệt đủ điều. Vậy ý thức nghiệp luôn luôn gắn liền với niềm thúc dục ấy, không bị thúc động ở tinh thần thì không có nghiệp thức ở tâm, và như vậy nghiệp hòa giải trong phi nghiệp. Trên thực tế, chính cái vô nghiệp khăng khăng chen vào phần đất của nghiệp làm khó dễ và chướng ngại cho nghiệp. Do đó tôi muốn cả quyết rằng ý thức nghiệp chướng mở đường siêu lên nghiệp, rằng những khổ đau cao vút hứa chắc ngày thoát khổ. Nói theo luận điều nhà Phật thì phiền não tức siêu thăng, nghiệp tức phi nghiệp, nghiệp thức cùng mọi cố gắng vùng vẫy thoát ra còn thể hiện trong sự cầu nguyện. Đúng theo luận lý, cầu nguyện vẫn là một hình thức mâu thuẫn, vì cầu nguyện tức là tức từ khước luật xoay vần của tạo hóa, nhưng chính hành động ấy lại phản ảnh tất cả tánh cách người. Thật vậy, thủ vật không cầu nguyện, thiên thần trời Phật cũng không cầu nguyện, chỉ ở con người là có cầu nguyện. Vì con người biết mình bất lực không tự vượt lên được, mà vẫn tha thiết mong được siêu thăng, còn thiên nhiên thì cứ tự nhiên xoay vần, bất chấp con người mong muốn, khao khát hoặc cao vọng gì. Vì thiên nhiên diệt ta khi thể xác ta đi tròn con đường trần, thiên nhiên phạt ta bằng đủ thứ bệnh tật khi ta lệch ngoài công lệ. Quả thật không gì lay chuyển được thiên nhiên, song ở địa vị người, dầu sao ta vẫn nên thành tâm cầu nguyện cho người bệnh được bình phục, nhất là khi mọi kiến thức y học khoa học tỏ ra bất lực hẳn. Hẳn đó là một điều yếu hèn, có thể nói điên rồ nữa, nhưng bản tánh con người là vậy. Ta cảm thấy đau đớn xót xa trước cảnh ngược đãi hoặc khổ đau khác của đồng loài mà ta không cứu giúp gì được. Trong những trường hợp ấy, ta không biết làm gì hơn là cầu nguyện. Cầu nguyện gì? Cầu nguyện ai? Ta không biết mà ta vẫn cứ cầu nguyện, tức ta mong sao tình thế xoay ngược, mà vẫn không vì chút niềm riêng tư ích kỷ nào. Nhất định đó là một điều vô lý, và chính vì sự vô lý ấy, tôi nói cầu nguyện tức mở ra cửa vào tâm đạo, và cuối cùng sẽ đặt chúng ta giữa cảnh giới bình đẳng nhất, như nghiệp tức phi nghiệp, phi nghiệp tức nghiệp. Tôi xin lặp lại, nghiệp luôn luôn đè nén ta, và luôn luôn ta cố thoát nghiệp. Sự cố gắng siêu lên ấy bắt nguồn thẳng từ bổn thể tâm linh của ta, và niềm thúc dục ấy gọi là cầu nguyện vậy. Cho nên cầu nguyện đúng là điều cốt yếu nhất của nếp sống đạo. Thật ra cầu nguyện không đóng góp gì đáng kể cho loài người, nhưng cái không đáng kể ấy mới thực là yếu tố sống đồng nhất của bổn thể người. Vì chính rốt cùng sự cầu nguyện sẽ giữ cho tâm hồn ta khỏi hoang ổ,
được hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn tự tại ngoài nghiệp thức. Cái tâm nhô lên trên nghiệp, tức là tâm phi nghiệp vậy. Nhưng ta đừng quên, tuy hai mà một, cái tâm đồng hóa với phi nghiệp không thể tồn tại được, vì tâm phi nghiệp tức tâm phi nhân. Cho nên đến đó rồi tâm trở về trạng thái bổn lai và cảm lại mọi khổ đau dành riêng cho bản tánh người. Tâm bổn lai ấy viên dung cả nghiệp và phi nghiệp. Vậy lời Phật dạy sống là khổ, ta chỉ coi như một thông điệp chặng đời. Nói sống là khổ là nhắm vào thực trạng. Trong cuộc tâm nghiệm, người đạo Phật và đạo Chúa đều đứng trên từ thực trạng ấy. Và tâm nghiệm là gì nếu không là thực nghiệm cái khổ ấy? Tước bỏ hết mọi cảm giác xuông, ai không khổ? Không siêu thoát được, ai có đạo tâm đều phải khổ đau. Ai có đạo tâm đều phải khổ nỗi khổ của thế gian. Kinh Duy Ma Cật nói, Phật bình vì tất cả chúng sanh bình. Khi tật bình vây tròn ta bốn phía, nếu ta là người có đạo tâm, làm sao ta khỏi bình theo? Phật là đại bi nên tâm Phật luôn luôn nhịp theo mỗi sanh linh, dầu hữu tri hoặc vô giả. Vậy thoát nghiệp tức nhận lấy nghiệp với mọi nỗi buộc ràng như một thực nghiệm cho kinh nghiệm hàng ngày, mà vẫn ý thức rằng những ràng buộc ấy không liên can gì đến con người thật của ta, vốn tự do tự tài ngoài tất cả mâu thuẫn. Diệt đạt tư tưởng ấy theo lý luận đồng nhất. Người Phật giáo nói nghiệp tức phi nghiệp, phi nghiệp tức nghiệp. Ở đâu chuồng lý nhị nguyên thì ở đó không có lý đồng nhất. Nhưng lý nhị nguyên sai biệt chỉ có thể có trên căn bản cần chấp nhận trước của lý đồng nhất bình đẳng. Nên đạo Phật xiển dương luận lý đồng nhất coi như tối yếu để thông đạt giáo lý, tức thành tựu thể tánh Phật. Chia chè là sở trường của trí thức. Ở đâu trí thức thẳng thể thì ở đó luôn luôn có cái thể nhị nguyên. Chính tinh thần nhị nguyên ấy dệt ra tầm lưỡi nghiệp và che khuất ta trong vô minh. Nên đạo Phật thúc giục ta vứt bỏ trí thức. Tuy nhiên tôi xin lặp lại lần nữa, vì đây là điều tội hề. Đạo Phật vứt bỏ trí thức cùng mọi biến thái không phải tuyệt đối vô điều kiện, nhưng dè dặt với điều kiện này là trừ phi trí thức gột sạch hết những hoen ổ của ảo tưởng và định kiến, nghĩa là trừ phi nó tự chết đi trên chính nó. Ảo tưởng thông thường nhất của trí thức là sự tự do, tức tự quyền chọn lựa. Từ một khuôn vải trinh trắng không đường may là cuộc sống, trí thức cắt vùng ra từng mảnh, quan sát riêng từng mảnh rồi toan ráp lại, tưởng thế sẽ phục hoàn được khuôn vải nguyên. Cắt ra rồi ráp lại, trí thức rêu rao đó là đặc quyền, hê hà đó là tự do. Thật không gì tai hại hơn cho cuộc sống bằng việc làm ấy của trí thức, vì bổn thể của trí thức là không có tự do mà chỉ có quyền năng chia cắt. Nói đúng ra đó là quyền năng tự sát. Tôi muốn nói trí thức chỉ tự do khi nó hoàn tất được cuộc tự sát ấy, còn sự lựa chọn giữa hai thái cực vẫn chưa phải là tự do. Theo đúng nghĩa, con người tự do không thể bị ngăn ngại bởi bất cứ gì trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tự do bao hàm nghĩa độc lập siêu tuyệt, còn trí thức chỉ sống bằng phân tách và tổng hợp, mà phân tách và tổng hợp chỉ giỏi đặt giới hạn cho trí thức, vì hoạt động của trí thức đòi hỏi phải có ai đứng ra làm chủ thể và làm cái gì đối tượng. Trí thức dừng đứng cái này chống với cái kia, tức đối lập vậy, mà đối lập tức từ hàng cuộc, tức xóa bỏ tất cả độc lập và tự do. Dầu trí thức hưởng được một số tự do cao mấy đi nữa trong việc lựa chọn một cái gì đó giữa vô số cái khác,
thì đó vẫn là một thứ tự do hữu hạn, chưa phải là siêu tuyệt, là tối thượng. Mà nếu chưa phải là tối thượng thì ta vẫn chưa được an tâm. Phép luận đồng nhất của Đạo Phật nhằm an cái tâm ấy cho con người bằng cách siêu việt lên cái thể nhì nguyên cùng mọi hậu quả liên hệ. Vậy nhất định không phải trí thức hoặc lý trí giải thoát chúng ta khỏi nghiệp thức. Trong chiều hướng giải thoát, tất cả những gì trí thức có thể làm được chỉ là nêu lên một hình ảnh lờ mờ của tự do, để cho tâm được khích lệ lên phần nào, mặc dầu chưa thấy rõ đâu là con đường giải thoát. Tôi nói tâm được khích lệ, đúng hơn nên nói tâm bị rũ liệt đến cực độ. Nó linh cảm có gì trước mắt mà không nhận rõ được nơi đâu. Linh cảm ấy phát ra từ vô thức, phản chiếu trên tri thức. Rồi bằng tất cả năng lực, trí thức cố gắng giải quyết vấn đề, nghĩ cái không thể nghĩ, niệm vô niệm. Đến đây, một vấn đề quan hệ đặt lên cho chúng ta thử hỏi: khi hiệp hòa đồng với phi nghiệp, khi nghiệp hòa đồng với phi nghiệp, khi mọi phân biệt giữa thiện và ác đều bị loại trừ, thì kết quả phải chăng chỉ là sự vô trật tự trong đạo đức và vô tổ chức trong xã hội? Rồi cả đến Đạo Phật cũng không còn nốt. Cùng với phép luận đồng nhất, một khi không nghiệp, nghiệp thiện ác là và vô ký, thì không còn ai nốt chịu trách nhiệm tinh thần việc mình làm. Theo Đạo Phật, giáo lý nghiệp tức giáo lý nhân quả nhắm vào đạo đức, bao hàm một trật tự luân lý trong nhân quần. Không nhân quả, thế giới vật lý đổ, thế giới đạo đức cũng tan hoang. Luật nhân quả ngụ ý rằng những việc làm tốt của một cá nhân tăng thêm hạnh phúc cho toàn thể, trong ấy có cả cá nhân ấy, còn việc làm xấu làm hỏng cá nhân ấy và gây hại bằng mọi cách cho toàn thể. Nên tự nhiên người Đạo Phật coi nhân quả báo ứng như một giáo lý thiết yếu trong việc cư xử hàng ngày về mặt tâm linh cũng như đạo đức. Nếu vứt bỏ đi, ắt không còn gì là Đạo Phật, mặc dầu Đạo Phật dạy phép luận đồng nhất. Phải chăng trong đời Đạo Phật chỉ tìm thấy nơi nào không có Đạo Phật? Chú thích: luật nhân quả báo ứng của nhà Phật dạy rằng người làm việc lành dữ hoặc vô ký gieo nhân sẽ nhận lấy quả tương đương. Người lành được phước, người dữ bị khổ. Nhưng thường thường người ta hiểu chữ phước không theo nghĩa đạo đức hoặc tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu có, địa vị xã hội hoặc uy quyền chính trị. Chẳng hạn, người ta bảo rằng người làm vua hưởng 10 quả thiền đã gieo trước, còn người chết bất đắc kỳ tử là trả quả xấu ở kiếp nào, dầu ở kiếp này người ấy không làm gì đáng trách. Hết chú thích. Nói thế chẳng khác nào nói phủ nhận thế gian, tức chấp nhận thế gian, hoặc từ sạc mạng sống tức thành từ mạng sống. Theo phép luận đồng nhất, rất có thể mâu thuẫn tức phi mâu thuẫn, nhưng làm sao chuyển sự thật ấy vào cuộc sống hàng ngày, hầu đạt đến một hạnh phúc theo nghĩa tốt đẹp nhất của danh từ ấy. Ta có thể luận lung tung về các vấn đề vô nghiệp, vô nhân quả, vô sanh, nhưng thử hỏi ta rút tỉa được gì là thực dụng từ những câu nói quá đổi vô lý ấy? Đó là điểm thắc mắc hiện giờ của chúng ta. Lần nào Hòa thượng Bách Trường 720 đến năm 814 nói pháp, cũng nghe một ông lão tháp tùng theo tăng chúng ngồi nghe. Rồi khi tăng chúng lui, ông lão cũng lui theo. Ngày kia xong thời pháp, ông lão không ra về. Sư bèn hỏi: người đứng trước ta đó là ai? Ông lão đáp: ừ, già này không phải là người. Ở thời quá khứ nhằm đời Phật Ca Diếp,
gia trụ trì ở ngọn núi này. Ngày kia nhân có một học tăng hỏi: bậc đại tu hành có mắc vào luật nhân quả hay không? Gia này đáp: chẳng lạc nhân quả. Do câu trả lời ấy, gia bị đọa làm thân cạo đồng, đến nay đã 500 đời. Nay Thịnh Hòa Thượng ban cho một chuyện ngữ để hóa kiếp chồn. Rồi ông lão lại hỏi: bậc đại tu hành có mất vào luật nhân quả hay không? Sư đáp: chẳng mùa nhân quả. Ông lão thoát nghe chợt đại ngộ, lệ tà mà nói: già nay thoát khỏi thân cạo đồng rồi, trục bỏ ở hốc núi ngoài kia, dám xin Hòa Thượng theo lệ tăng chết mà thiêu xác cho. Hòa Thượng bèn gọi thầy cả bảo cho tăng chúng biết sau bữa ăn sẽ đưa đám một ông tăng mới mất. Mọi người đều xôn xao bàn tán. Tại viện Niết Bàn, người nào cũng bình yên mà cũng không ai đau ốm gì rảo. Tại sao có chuyện ấy? Sau bữa ăn, Hòa Thượng dẫn tăng chúng quanh ra sau hốc núi, cầm gầy khiêu ra một xác chôn chết, rồi làm lễ thiêu. Chú thích: nguyên văn: bất lạc nhân quả, chẳng mắc vào nhân quả. 11. Nguyên văn: bất mùi nhân quả. Tôi không đồng ý lắm với chữ mùi có nghĩa là mờ. Ở đây ta nên hiểu theo nghĩa phủ nhận, to negate, không biết, to ignore hoặc xóa bỏ, to obliterate. 12. Suốt đoạn văn trên chúng tôi không dịch qua bảng dịch chữ Anh của Suzuki mà trực tiếp dịch thẳng từ hạng văn. Hết chú thích. Hạng văn trích trong bộ Huệ Khai Vô Môn Quang. Hết chú thích. Câu chuyện trên ngụ ý như vậy: bậc tu hành để cho luật nhân quả, vật chất hoặc đạo đức thuận dòng tự nhiên, nghĩa là họ tùy thuận theo luật nhân quả, họ không tách rời khỏi luật nhân quả, họ không phân biệt có họ và có luật nhân quả, họ trở thành luật nhân quả, chính họ tức là luật nhân quả. Thiền sư Bách Trường nói: chẳng xóa bỏ luật nhân quả là ý ấy. Ông lão trải lại từ tách lìa khỏi luật nhân quả. Ông tưởng rằng ngoài ông có một tác nhân mang tên là nhân quả, hoặc quả táo đến thưởng phạt việc làm lành dữ của ông. Ông ta không thực nhận được tác nhân ấy chính là ông. Luật nhân quả cũng là ông. Luật ấy gắn liền vào hành động của ông, và chính ông là người làm ra luật ấy. Do đó, ông lầm rằng thành đạo tức tách lìa khỏi luật nhân quả, đứng ngoài vòng như không còn dính dấp gì đến nhân quả nữa. Lý luận ấy đưa ông lão đến câu nói chẳng mắc vào nhân quả. Ấy là vì Bách Trường sống trong cảnh giới đồng nhất, còn ông lão còn kẹt ở hai đầu. Tóm lại, con người có thể coi như là điểm tù của ba con đường hình học: vật giới thiên nhiên, trí đức và tâm linh. Điểm tù ấy, tức chúng ta đây, có thể có ý thức cả ba đường, nhưng hơn kém hẳn nhau ở cường độ và mức phối hợp. Người nhị nguyên nghĩa là tất cả chúng ta trong thế giới này chỉ độc nhận mạnh vào khía cạnh trí đức lẫn ác mất phần tâm linh. Hậu quả là ta sống nhám nhở, đã không dâng tròn mình cho vật giới mà cũng không lờ được trước những đòi hỏi của tâm linh. Ta lừng khừng ba hồi quay theo đường này, ba hồi chạy theo lối khác. Sự lắc lư ấy là nguồn gốc của mọi nỗi bực bội và lo sợ liên miên. Nhưng ta vẫn không rẽ sang con đường tâm linh được, vì định mạng nhị nguyên đã đặt ra ta trên con đường trí đức ấy do ta chọn lấy ban đầu. Do vậy, vẫn còn nỗi bức rứt, dằn dai, thúc giục tri thức,
sớm siêu việt lên. Sự thúc giục ấy, ngụ ý tri thức bỏ con đường cũ để bước sang con đường tâm linh, đó là một cuộc tự sát cần phải có cho tri thức. Vì lẽ đó, là một trường hợp cực yếu nên bước chuyển hóa cần thực hiện với tất cả hùng lực. Nói đúng ra, đó không phải là một quá trình tuần tự đi từng nấc thang một, nghĩa là đặt chân lên từng bước một, có trước, có sau, trong không gian, thời gian, mà chính con đường trí đức dứt tại đâu thì ngay tại đó là con đường tâm linh, mở ra tức thì, không thang nấc, không tuần tự, đó là một bước nhảy vậy, một chuyển hóa đột ngột, chặt đứt dòng liên tục. Trí đức không thể trở về vật giới, vì từ nó đã tách ra, và sự rẽ đôi ấy nằm trong cốt cách đặc biệt của nó. Nhưng tâm linh có thể trở về vật giới, đem đến cho vật giới một ý nghĩa mới lạ trong cuộc sống. Có người cho rằng tâm linh dường như còn đồng hóa với vật giới. Thật vậy, nét đặc biệt nhất của vật giới là nhu thuần, là khuất phục hoàn toàn trước luật nhân quả. Như khi một trận bão tàn khốc đi qua một cụm rừng, để lại vô số tàn phá, cây cối đổ nát, nhưng cây đổ vẫn không oán hờn, mà những bạo lực kia vẫn không kiêu hãnh. Cả hai chỉ nhu thuần theo ý muốn tối cao của thiên nhiên. Điều ấy rất tương ứng với đời sống tâm linh của chúng ta. Thật vậy, đối với cái gọi là ý trời, hàng đạo nhân thuần, nhân nhận và vân theo không một lời oán thán. Câu nói ý cha được nên, chú thích: ý cha được nên theo Tân Ước Matthew 6:10. Câu nói ý cha được nên của Kinh Thánh là nhằm cực tả trạng thái ấy, trạng thái tuyệt đối thuần và nhận, đánh dấu bước trùng hợp giữa hai con đường vật giới và tâm linh. Nhưng dầu sao vẫn có một cái gì chia cách hẳn tâm linh và vật giới, nghĩa là con người và toàn thể ngoài vật. Cái gì ấy ta cần nắm cho kỳ được nếu ta còn muốn xứng đáng mang lại danh hiệu người. Tôi muốn nói ta phải sống mạnh, sống lâu, sống cuộc sống nhất như ấy của lý luận nhà Phật. Vậy bậc đại tu hành vốn tiêu cực trước ý muốn của Chúa, tức trước luật nhân quả của nhà Phật. Các ngài thực sự không xỏ bỏ hoặc không cần biết đến luật nhân quả, mà các ngài cũng không mắc vào luật nhân quả. Nhưng xin đừng hiểu theo quan niệm của ông lão cạo đồng. Các ngài cứ thẳng đường mà đi, nhẹ nhàng thế thôi, một lòng vững tin, không chút lo âu sờ sệt vào sự thực do mình khám phá ra. Nhưng chẳng phải mình là tác giả. Ở góc này, các ngài tỏ ra hoàn toàn tiêu cực, vô vi, nhưng ở góc khác lại hóa ra tuyệt đối tích cực, hữu vi, vì các ngài là chủ nhân ông của chính mình. Và chăng cả tánh chủ ấy khơi mạch từ một nguồn siêu việt khỏi con người, nên các ngài toàn quyền sử dụng nó tùy thích, nghĩa là dùng mà như không dùng. Các bậc đại tu hành là vậy, hữu vi một cách rất vô vi và vô vi một cách rất hữu vi. Từ giữa cuộc sống đồng nhất ấy, mọi thái cực mâu thuẫn điều hòa tan mất hết. Trình bày một cách thông thường hơn câu nói chẳng lạc nhân quả, chẳng mùi nhân quả. Những luận giải sau đây nhằm giúp ta thấu rõ thêm giáo lý nhân quả của nhà Phật. Khi đủ điều kiện, khi cơ duyên chín mùi, thì một sự việc xảy ra, bất chấp cả người trong cuộc. Mặt trời mọc là chiếu sáng tất cả, cái tốt cũng như cái xấu. Cũng vậy, luật nhân quả tác động cho mọi người, người tỉnh cũng như người mê. Bản thể của luật là vậy, ngự trị cả thế giới đạo đức cũng như vật lý. Có khác là ở người.
tri thức phải viền đến lý luận để phát biểu luật, nên con người không chấp nhận được cái vô lý. Tuy nhiên, con người giàu tốt thế mấy đi nữa, những đức độ ấy vẫn không thể đặt họ ngoài vòng luật, cũng như khi mưa thì họ vẫn bị ướt. Như bất cứ người nào, luật nhân quả được phát biểu hợp lý, đúng theo phép tắc suy tưởng, cả đến bậc thánh vẫn nằm trong vòng chi phối ấy. Vì luật ấy có giá trị ở thế giới tâm linh cũng như vật lý. Tâm không chối bỏ được tri thức mà chỉ có thể siêu lên, nghĩa là tâm vẫn tự do không giới hạn giữa những giới hạn của tri thức. Tự phát biểu xuyên qua tri thức mà vẫn tự dành riêng quyền biện giải. Vậy hiển nhiên tâm thuộc thế giới sai biệt mà đồng thời cũng siêu lên thế giới sai biệt. Vậy tâm vốn sai biệt mà không sai biệt, do đó nghiệp tức là nghiệp mà cũng là phi nghiệp. Nghiệp hiểu theo nghĩa thường là nhân quả, nhưng dưới nhãn quan vô sai biệt thì nghiệp tức là phi nghiệp. Do đó giữa người mê và người ngộ, nghiệp không tác động như nhau. Nghĩa là người mê chưa được tâm chứng, không bực, không ngờ kêu gào nặng mang nghiệp ách. Trong khi người ngộ vẫn có nghiệp như ai, nhưng mang thì có mà cảm giác nặng thì không, vì họ hoàn toàn vô ý thức. Vậy ngộ không có nghĩa là vứt bỏ hết nghiệp, mà chính là tự tài vô ngại đối với nghiệp cũng như đối với phi nghiệp. Thế nhưng không phải có hai thế giới riêng, thế giới này là của nghiệp và thế giới kia là của ngộ, mà chỉ có một thế giới duy nhất dung nhiếp cả nghiệp và ngộ, vật giới thiên nhiên và tâm linh siêu nhiên. Cũng như khi chuông rung thì mọi người mê và ngộ đều nghe như nhau cả, và ai cũng biết đó là tiếng chuông, chỉ có một điểm sai khác rất cốt yếu giữa mê và ngộ là người ngộ ngoài ý thức tâm lý và trí thức ra còn có cái gọi là ý thức tâm linh. Chú thích: theo Phật giáo, ý thức tâm linh là giác tâm, ý thức tâm lý là thức tâm, và ý thức trí thức là tri lượng tâm. Hết chú thích. Người sống trong cảnh vật giới thiên nhiên không đánh thức được tâm linh. Họ nghe chuông, nhận ra tiếng, thế thôi rồi họ ngưng ở đó. Nhãn quan không phóng sâu vào tâm giới, họ chưa ngộ vậy. Người sáng tâm chứng đạo lại khác hẳn. Nhưng ta chỉ tưởng rằng phàm ngộ đạo thì lúc nào cũng sẵn có ý thức tâm linh, và ý thức ấy lúc nào cũng đòi quyền thể hiện trên sân khấu của ý thức. Không như một hình ảnh tâm lý, ta không thể cắt xẻng ý thức tâm linh ấy đem đặt bên ngoài cái toàn thể sống đồng của ý thức thường và tương đối của chúng ta. Ý thức tự kỷ tâm linh là một ý thức sui generis. Chủ thích: sui generis chỉ riêng có ở loài đó. Hết chú thích. Đó là một thứ trực giác không phân biệt đối tượng và chủ thể. Không có cái gì được trực giác mà cũng không có ai là người trực giác. Đó là một thứ trực giác mặc hết tương quan giữa người thấy và cái được thấy. Đó là một trường hợp đồng hóa tối thường vậy. Đó là một thứ trực giác chẳng phải là trực giác, vì đó là trực giác cái sai biệt trong vô sai biệt và cái phân biệt trong vô phân biệt. Đến đây, ta có thể nhận ra chỗ lầm của ông lão suốt 500 đời đọa kiếp cạo đồng. Ông lão phạm lỗi nặng xây dựng bên ngoài thế giới trí đức, có sai biệt một thế giới tâm linh riêng. Bách trường thấy rõ chỗ kẹt của ông và mở mắt cho ông thấy người ngộ cũng như người mê đều chẳng xóa bỏ luật nhân quả. Người ngộ cũng mắc vào luật nhân quả như người mê, có khác là người ngộ mắc vào là
chỉ để trả cho xong nợ cũ. Câu nói bất mùi nhân quả trên còn minh giải tất cả giáo lý bát nhã phô diễn trong kinh điển bát nhã của Phật giáo Đại Thừa. Chú thích: giáo lý Đại Thừa bất cứ ở phái nào đều xây dựng trên lý luận bát nhã đồng nhất, nhất như luận, trong ấy không có mâu thuẫn nào là tuyệt đối mâu thuẫn cả, mà tất cả đều hòa tan trong thể nhất như. Hết chú thích. Luân lý bát nhã là luân lý đồng nhất. Bát nhã là bát nhã vì bát nhã chẳng phải là bát nhã. Mở rộng ra, ta còn có thể nói trắng là đen vì trắng là trắng, hoặc trắng chẳng phải trắng vì trắng cũng là trắng, hoặc tôi chẳng phải là tôi mà cũng là tôi. Người Phật giáo nêu cao phép luận ấy, đặt làm căn bản chủ động cho mọi thực nghiệm của con người trong cuộc sống, và chỉ nhờ vào kiến trúc phi luận lý, phi trí thức ấy, ta mới đạt được ý thức từ kỳ tâm linh. Luật nhân quả trói buộc tất cả chúng ta, không chừa một ai, không đời thổ nào thoát được, xóa bỏ được hoặc chẳng thèm biết đến. Chúng ta đều mắc vào đó chỉ bằng oai đức của một ý thức tâm linh từ giãn, ta mới hết bị nghiệp quấy đồng, nghiệp dữ cũng như nghiệp lành, và trả lại cho nghiệp thuần dòng nhân quả thường nhiên. Cho nên người tham học lý bát nhã có thể tuyên bố với ta rằng lặn sâu vào nhân quả tức siêu lên nhân quả, rằng lạc vào nhân quả tức chẳng mùi nhân quả. Chẳng hạn, tôi sanh ra rồi tôi có thể bình hoàng, rồi tôi sẽ lớn lên và già đi. Tôi không thể không biết đến bánh xe nhân quả, và chính vì tôi biết đến, đồng thời tôi ý thức rằng có một cái gì xưa nay không hề chạm phải nhân quả, chính vì đó mà tôi có thể thoát ly nhân quả. Thật vậy, chúng ta chưa hề mắc vào nhân quả, chỉ vì chúng ta tức là nhân quả. Nói mắc vào hoặc nói giải thoát, tức ngụ ý ngoài hai sự kiện ấy phải có một sự kiện thứ ba, chẳng phải là mắc vào mà cũng chẳng phải là thoát ly. Tuy nhiên, ta đã là bánh xe, ta đã là vòng luân hồi thì có gì gọi được là mắc vào hoặc thoát ra, vì ta với bánh xe chỉ là một. Nhưng ta đừng quên trước hết phải trực giác, phải tâm chứng cho kỳ được cái lẽ đồng nhất giữa bánh xe và người quay bánh xe nhân quả lắng mãi không ngừng. Với trực giác ấy, con người trở thành bất tử, như người Công giáo nói: bằng không, nếu cứ loay quay mãi trên miếng đất tri thức, không dung nhập được làm một với bánh xe, ắt không đời thở nào ngộ được con đường vào vĩnh cửu. Sau đây là một câu chuyện thiền khác nhằm hiển minh luân lý đồng nhất. Có một người hỏi một vị thiền sư: hè đến rồi đông đến, làm sao thoát khỏi cảnh ấy? Sư đáp: sao không đến chỗ không hè mà cũng không đông? Người kia hỏi lại: biết tìm nơi đâu? Và đây là giải đáp của thiền sư đưa ra: lành thì run rẩy, nực thì đổ mồ hôi. Như Pascal nói, con người là một sinh vật yếu hèn lắm, cần gì tất cả vũ trụ phải vâng sức để nghiền nát nó. Một nhiễu thuộc độc đủ diệt chết người cực hiền cũng như người cực ác, nhưng vũ trụ và cả thuộc độc diệt mà không biết. Chỉ có người tự ý thức được và biết phân biệt giữa ý thức và vô thức. Tất cả giá trị của chúng ta quy vào tư tưởng, nghĩa là vào ý thức. Ý thức ấy có một ý nghĩa rất sâu xa, và ngộ chính là nhận biết sự kiện ấy, nghĩa là ý thức tâm linh ấy. Ngoài ra không còn gì khác. Ngộ là ngộ ở tâm, không phải ở tri thức. Ngộ không phải do trí nghĩ
mà do tâm chứng. Chứng bằng tâm với những sự việc diễn ra hàng ngày khác hẳn với nghĩ bằng trí thuộc phạm vi tâm lý hoặc trí thức. Trí thức, hai sự việc không diễn ra trong một thế giới như nhau, trên một bình diện kinh nghiệm như nhau. Có cái gì chia rẽ hẳn nhau dứt khoát, chẳng hạn như trời lành thì ai cũng lành, người ngộ cũng như người mê, chim hót thì ai cũng nghe như nhau, trừ ra người điếc. Nhưng có khác là kinh nghiệm của người mê lục đục không ngoài phạm vi tri giác, còn người ngộ nghe chim hót, cảm trời lành là nghe và cảm từ nguồn gốc từ tánh bao hàm của thế giới tri giác mà thực ra vẫn khác biệt. Cho nên đối ứng với cuộc sống, người ngộ chỉ kiến giải kinh nghiệm hàng ngày của họ từ quan điểm tâm linh. Vậy khi thế giới được kiến giải bằng tâm linh, nghĩa là khi thế giới hiện toàn thân trên đài gương tâm, thì thế giới không còn là đối tượng của giác quan và trí thức. Thế giới với tất cả những gì đau thương, là nham nhở, là ngược ngào đều quy hết vào tâm. Cố nhiên người ngộ vẫn khổ như mọi người, nhưng những phiền não ấy tiêu dung hết trong ý thức tâm linh. Với tâm linh, tất cả những gì diễn ra trong thế giới tâm lý và thiên nhiên được thực hiện trong một ý nghĩa mới, khế hợp với cơ huyền diệu không nghĩ bàn được của vũ trụ. Trong ý nghĩa ấy, nhân quả không bức hại được con người mà vẫn bị xóa hết đi đâu hết, mà vẫn chẳng bị xóa mất đi đâu hết. Pascal nói đến cây sậy có tư tưởng, nhưng tư tưởng ở đây không thể coi như một sự hiểu biết thường tục hoặc sự trầm tư, mà đây phải là một quá trình nhắm vào ý thức tự giác của tâm linh. Người Phật giáo Nguyên Thủy thường nhấn mạnh đến sự trầm tư, tức ngồi thiền hoặc tịnh quán, nhưng Phật giáo Đại Thừa lại coi nặng ở chỗ khác. Thật vậy, phàm nói quán tức là cả thể hai đầu, vì có vật bị quán, ắt phải có tâm chủ quán. Ý thức tâm linh trải lại không liên quan gì đến việc quán, mặc dầu sự tự giác ấy cũng gợi lên một hình thái nhì nguyên nào đó, nhưng trong ý thức tâm linh không hề có ai là người giác, mà cũng chẳng có cái gì để giác. Giác tất cả mà không giác riêng một hình tượng cá biệt nào, đó mới thực là giác. Giác cái lý đồng nhất giữa chủ và khách, và thế giới muôn sai ngàn khác xây dựng trên bản thể tuyệt đối nhất như. Hệ ta còn lệ thuộc vào cái nhiều là còn bị chúng áp bức. Nhưng nếu trên tất cả ta siêu chứng được từ tâm, thì không đâu là tách lìa, là sai biệt, là đối lập giữa cái này và cái kia. Ta được độc lập từ tài, không cái nhiều nào đồng đến ta được. Tuy nhiên, như tôi thường từng nói, đó không có nghĩa là chối bỏ phần tri giác của thế gian. Nhưng nếu tách thế gian ra từ hiện hữu một mình ngoài tầm chi phối tối thượng của tâm, điều ấy không một người Phật giáo nào chứng khứng nhận bao giờ. Vì lý do đó, ta dám cả quyết rằng sống trong vũ trụ, ta lớn hơn vũ trụ, ta lớn không phải bằng khối lượng trong không gian, mà bằng tâm. Không có gì trong vũ trụ là tối linh hết, ngoài cả tối linh của con người. Thế giới lớn là do ta lớn, và tất cả đều lớn theo tầm lớn của con người chúng ta. Mà chúng ta chỉ lớn khi thành tựu được ý thức tâm linh về chúng ta và muôn vật quanh ta. Chỉ bằng sự tự kỷ ý thức ấy, ta mới viên thành đào giải thoát. Tích xưa chép khi vừa giảng sanh, Phật Thích Ca đưa tay chỉ trời chỉ đất, cảm thán rằng: trên trời giữa trời chỉ mình ta là tôn quý, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn.
Câu nói chứng tỏ Phật thành tựu ở chính Ngài, niềm rộng lớn mà mỗi chúng ta mang ở trong người. Lời cả quyết tối thượng ấy phải đổi bằng vô số đau thương, hơn thế nữa phải nung nấu bằng vô số ráy rứt giữa những mâu thuẫn của cuộc sống trí thức và đạo đức. Và điều xác định tối thượng của đạo Phật là